Chuyển sang một thông tin đang được quan tâm về tình hình thời tiết. Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thêm cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Tâm của nó cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, đông bắc, về phía bắc, đông bắc. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên biển là từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều bị ảnh hưởng bởi sóng gió mạnh. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đợt chiều cường hôm 19 tháng 10 vừa qua đã gây sóng to cao đến vài mét, làm tan hoang cả dải bờ biển dài hàng trăm mét. Nhiều hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn, trong khi nhà cửa và tài sản có nguy cơ mất trắng sau những đợt chiều cường. Sóng to đã ăn sâu vào đất liền gần chục mét, làm sạt lở nhiều nhà dân tại tổ 4 khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có đến 5 ngôi nhà đã nằm hoàn toàn dưới biển. Nhiều hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi ở tạm an toàn. Đây là đợt chiều cường lớn hiếm thấy trong vòng 3 năm trở lại đây. Hiện tại, chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân và các chủ nhà hàng trong khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, tạm thời tìm nơi trú tránh an toàn, di dời đồ đạc, tài sản, từng bước khôi phục lại sản xuất kinh doanh trước khi chờ các giải pháp lâu dài. Trong khi đó, miền núi của các tỉnh miền Trung, nhất là tỉnh Quảng Nam, sạt lở núi luôn là nỗi lo thường trực của chính quyền và người dân khi mùa mưa bão đến. Năm nào cũng vậy, sạt trượt đất đá từ trên núi cao đã phá hủy nhiều công trình giao thông, gây chia cắt các khu dân cư, thậm chí là cướp đi sinh mạng của nhiều người. Có một thực tế là hiện nay, nguy cơ sạt lở núi còn lan rộng, uy hiếp nhiều khu dân cư vốn được xem là an toàn. Thậm chí, ngay như những điểm tránh trú mưa lũ cho cộng đồng cũng không còn là nơi an toàn. Ghi nhận tại trung tâm huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, nơi thường xuyên gánh chịu tổn thất do thiên tai gây ra. Đây là trung tâm của xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Mưa lớn, nước từ trên sườn núi chảy xuống, đường thành suối. Điều đáng lo ngại là toàn bộ dãy núi chạy dọc trung tâm xã liên tục sạt xuống khu dân cư. Ngay như cây xăng này, nước lũ và đất đá đã tràn xuống. Người đi đường nơm nớp lo sợ. Một số ngôi nhà bên dưới cây xăng đã bị vùi lấp, khiến nhiều người bất an. Xuống mùa mưa vào là sạt lở rất nhiều. Khu vực từ trên này xuống là nó đất đó với lại nước nó cứ sạt ra. Nói chung là mà không an toàn. Có một khu vực từ đoạn này xuống tới đoạn này là nó sạt lở rất là nguy hiểm, không an toàn. Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My ở xã Trà Mai. Đồi cao, suối sâu, hầu hết các trụ sở làm việc đều nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất lớn. Ngay như công trình phòng tránh thiên tai cũng không còn là nơi an toàn. Qua từng năm, tình trạng sạt tại các khu dân cư ở trung tâm huyện Nam Trà My tăng lên. Khu vực này có 300 hộ gia đình có nguy cơ mất nhà. 6.000 người luôn trong tình trạng sơ tán khẩn cấp. Thì có xóa ra khi động là mưa lại đi. Mưa thì em đi đâu? Mưa là ra trường đổ tấu. Đổ tấu qua trước của trường đó để gia đình đó tấu vặn. Nguy cơ sạt lở khắp nơi. Việc xây dựng bản đồ sạt lở vẫn còn trên giấy. Những khu vực từng được xem là an toàn như nóc ốc đề, nhưng lại xảy ra sạt lở nguy hiểm. Không chỉ những khu vực xung yếu, mà cả những khu vực trung tâm các xã, thậm chí là huyện như Nam Trà My, cũng được cảnh báo nằm trong vùng có nguy cơ sạt trượt đất rất cao. Ứng phó với sạt lở trên diện rộng dường như ngoài tầm của chính quyền cấp huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My, thì nói chung có nguy cơ sạt lở hầu như rất là lớn. Kể cả trung tâm huyện, sạt lở núi, sạt lở bờ sông, suối, cần cái nguồn kinh phí rất là nhiều. Xây dựng những công trình là nó vừa chống bão mà vừa chống sạt lở. Chỉ riêng tại Quảng Nam, trong đợt mưa lũ ở miền núi cách đây 2 năm khiến 47 người chết và mất tích, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để sắp xếp dân cư miền núi, phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở trên diện rộng là một thách thức rất lớn. Vì vậy, cần khảo sát địa chất bài bản, quy hoạch và xây dựng các công trình phù hợp để hạn chế thấp nhất những thiệt hại sạt trượt gây ra.